À, bây giờ tôi sẽ trình bày cho các bạn về phương pháp tiếp cận khi kiểm toán báo cáo tài chính. Như các bạn cũng biết rằng à, khi trong cuộc kiểm toán báo cáo tài chính thì đối tượng kiểm toán của chúng ta là báo cáo tài chính và các và trên báo cáo tài chính có những cái thông tin mà chúng ta gọi là khoản mục hoặc là các bạn có thể sử dụng là các yếu tố trên báo cáo tài chính. Vì vậy mà à, khi kiểm toán thì có thể một cách đơn giản nhất đó chính là các bạn tiếp cận trực tiếp tới các cái thông tin này hoặc là các bạn có thể là tiếp cận theo chu kỳ thì phương pháp kiểm toán trực tiếp là như thế nào nó có nghĩa là kiểm toán viên kiểm toán báo cáo tài chính theo chỉ tiêu hoặc là nhóm chỉ tiêu trên báo cáo tài chính à, hay giải thích một cách đơn giản đấy chính là à, chúng ta đi kiểm toán báo cáo tài chính và trên báo cáo tài chính có những cái thông tin gì thì kiểm toán viên sẽ à, lần lượt đi kiểm tra à, đi à, kiểm toán các cái thông tin các cái chỉ tiêu hoặc là nhóm chỉ tiêu trên báo cáo tài chính các bạn lưu ý rằng là có thể kiểm toán hết tất cả các chỉ tiêu hoặc là uh, tùy cái uh, sự đánh giá hoặc là cái uh, khả năng kiểm tra của kiểm toán viên mà uh, có thể kiểm tra uh, không 100% tất cả các chỉ tiêu và uh, ví dụ cho cái phương pháp kiểm toán uh, trực tiếp đó chính là kiểm toán vốn bằng tiền, kiểm toán hàng tồn kho, kiểm toán tài sản cố định, kiểm toán nguồn vốn chủ sở hữu, nợ phải trả doanh thu, chi phí vân vân thì các bạn cũng dễ dàng nhận thấy rằng là trên báo cáo tài chính của chúng ta có tiền, có hàng tồn kho, các tài sản cố định, có nguồn vốn chủ sở hữu, có chỉ tiêu nợ phải trả và cái phương pháp kiểm toán trực tiếp có nghĩa là chúng ta đi thẳng vào kiểm toán các cái khoản mục này. À, phương pháp kiểm toán chu kỳ thì nó hơi khác một chút so với phương pháp kiểm toán à, trực tiếp à, thực ra chúng ta dùng từ chu kỳ ở đây là bởi vì nó có cái mối liên quan nó có mối cái tương quan với nhau giữa các cái à, khoản mục các cái nghiệp vụ À, các chỉ tiêu ở trên báo cáo tài chính thường liên quan đến cùng một loại nhiệm vụ các bạn lưu ý ở đây là loại nhiệm vụ và à, khi mà kiểm toán chúng ta nghiên cứu nó chúng ta kiểm tra nó nhưng mà lại đặt nó trong cái mối quan hệ với nhau có nghĩa là các chỉ tiêu này có cái sự liên quan với nhau nó tổng hòa với nhau nó có cùng một loại nhiệm vụ với nhau và chúng ta sẽ đi kiểm toán những cái chỉ tiêu có cái cùng cái đặc trưng này nó à, ví dụ như là à, kiểm toán chu kỳ bán hàng và thu tiền à, sau khi mà doanh nghiệp bán hàng thì doanh nghiệp sẽ phải thu tiền về thì chúng ta sẽ đi kiểm tra từ cái việc bán hàng cho đến cái giai đoạn thu tiền nó như thế nào thì nếu mà cách tiếp cận như thế này chúng ta gọi là tiếp cận theo chu kỳ hoặc là ngược lại với bán hàng thu tiền là mua vào và thanh toán hay là trong cái bộ phận là lương thì nó thường liên quan đến nhân sự chính vì vậy mà chúng ta thường kết hợp kiểm toán lương và kiểm toán nhân sự vào cùng một lúc cùng một cái thủ tục thì đó là cách cái kiểm toán chu kỳ à, tất nhiên rằng một nghề nghiệp nào hay là một công việc nào thậm chí là một cái vấn đề nào đấy chúng ta cũng đều thực hiện nó dựa trên những cái nguyên tắc khác nhau và kiểm toán có những nguyên tắc nhất định chính vì vậy mà kiểm toán báo cáo tài chính cũng yêu cầu những cái nguyên tắc khi thực hiện đó chính là nguyên tắc kiểm toán à, nguyên tắc kiểm toán đầu tiên đó chính là tuân thủ pháp luật à, dù thực hiện như thế nào dù sử dụng phương pháp chọn mẫu hay là phương pháp toàn bộ hay là dùng cách tiếp cận nào thì kiểm toán viên cũng phải đảm bảo cái tính tuân thủ pháp luật trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính và tiếp theo đấy là nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp À, hiện nay thì à, à, các bạn cũng biết rằng là đạo đức nghề nghiệp là đang được khuyến khích à, có một số à, chuẩn mực hoặc là một số cái à, quy định cũng yêu cầu là kiểm toán viên phải à, tuân thủ à, cái nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp vì vậy mà hiện nay à, trong cái bối cảnh kinh tế mà cái sự gian lận à, nó càng nhiều và cái việc mà kiểm toán viên dễ bị à, À, suy đổi đạo đức khi mà đứng trước một cái món lợi lớn, à, yêu cầu kiểm toán viên cần à, phải nắm chắc được những cái nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp à, để có thể mà thực hiện công việc của mình một cách khách quan vô tư và đạt hiệu quả. À, tiếp theo đấy là chuẩn mực kiểm toán. Tất nhiên à, khi chúng ta kiểm toán báo cáo tài chính hay chúng ta thực hiện công việc kiểm toán thì chúng ta cần có những cái căn cứ Đó, và cái căn cứ hiện nay mà à, có thể gọi là cái có cái tính à, chắc chắn nhất đó chính là chuẩn mực kiểm toán và cuối cùng một điều mà tôi cũng đã từng nhấn mạnh cho các bạn rằng là kiểm toán viên luôn phải mang trong mình một cái thái độ hoài nghi chuyên nghiệp À, vì sao chúng ta lại phải nhấn mạnh cái từ chuyên nghiệp bởi vì à, trong cuộc sống nếu như mà à, cái sự hoài nghi nó sẽ dẫn đến những cái mối quan hệ không tốt thì trong cái công tác kiểm toán nếu như mà thái độ à, kiểm toán viên có một cái thái độ hoài nghi mang tính chất nghề nghiệp à, tức là nó liên quan đến cái sự phán đoán nó liên quan đến cái nhận định nhưng mà cái nhận định này nó được à, tích lũy à, từ kinh nghiệm từ cái quá trình làm việc từ cái kiến thức chuyên môn thì cái thái độ hoài nghi này hoàn toàn có lợi cho kiểm toán viên. Và à, cuối cùng thì à, tôi sẽ giới thiệu lại hay nói cách khác là tôi sẽ điểm lại cho các bạn quy trình chung của một cuộc kiểm toán báo cáo tài chính. À, thì cái kiểm toán báo cáo tài chính không nằm ngoài cái quy trình chung của cuộc kiểm toán à, nó gồm có 3 giai đoạn. Thứ nhất đấy chính là à, lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán và kết thúc kiểm toán. Thì những cái nội dung liên quan đến giai đoạn lập kế hoạch, thực hiện kế hoạch, kết thúc kiểm toán tôi đã được trình bày cho các bạn ở những cái bài trước thì trong bài này tôi không muốn nhắc lại nữa mà các bạn chỉ cần nhớ một cách tổng quan về quy trình của cuộc kiểm toán báo cáo tài chính thôi.